Mặc dù ngày 15 tháng 8 là hạn cuối nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động, nhưng đến nay vẫn còn 4 địa phương vẫn chưa giải ngân được đồng nào. Tại cuộc họp giao ban với các địa phương vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã nghiêm khắc phê bình các địa phương và tiếp tục đôn đốc giải quyết việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tính đến sáng ngày 12 tháng 8, cả nước mới giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 1,1 triệu lao động với gần 788 tỷ đồng. Đây là con số rất khiêm tốn, chỉ đạt 12,14% so với dự kiến. Đáng chú ý có 4 địa phương chưa thực hiện giải ngân là Hà Giang, Bắc Cạn, Sơn La, Phú Yên. Chính sách này là chính sách rất thông thoáng và người lao động có nhu cầu. Nhưng vấn đề là người đứng đầu ở địa phương nào quan tâm, quyết liệt thì địa phương đó là giải ngân tốt. Vừa rồi là khi Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh Xã hội công bố công khai danh sách các địa phương chưa giải ngân chậm và giải ngân tốt, và lập tức cơ quan truyền thông cũng vào cuộc, và thì đó cũng là tạo ra một cái áp lực xã hội yêu bắt buộc các địa phương phải thực hiện. Phê bình nghiêm khắc địa phương chưa thực hiện và thực hiện giải ngân chậm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã chỉ ra một số nguyên nhân như lãnh đạo một số địa phương chưa coi trọng đúng mức gói hỗ trợ này, một số nơi yêu cầu thêm thủ tục không đúng với quy định. Tất cả các đơn vị đều phấn đấu 3 việc. Việc thứ nhất là tập trung tuyên truyền để tiếp nhận hồ sơ. Những trường hợp chưa nộp hồ sơ phải nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 8 theo quy định. Sau ngày 15 tháng 8, những hồ sơ đó sẽ không có giá trị để được hỗ trợ nữa đâu. Thì đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, những hồ sơ đã tiếp nhận rồi thì khẩn trương phê duyệt, thẩm định, phê duyệt. Đây là việc thứ hai. Việc thứ ba, những hồ sơ đã phê duyệt rồi thì ngay lập tức phải chi tiền cho người lao động và người sử dụng lao động theo quy định. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đề nghị các địa phương phân công một lãnh đạo tỉnh trực tiếp phụ trách chỉ đạo triển khai gói hỗ trợ này để đảm bảo giải ngân xong trong tháng 8. Bộ sẽ tiếp tục lập các đoàn kiểm tra định kỳ công khai danh sách địa phương làm tốt, chưa tốt để đốc thúc.